nước sang mùa xuân rồi. Thì các bạn cũng biết là khi mà thời tiết thay đổi thì cá nó cũng rất nhiều hay mắc bệnh, từ nóng mà chuyển sang lạnh là bệnh, chuyển sang nóng thì cá đó thường hay mắc bệnh lắm. Cho nên cái việc đầu tiên là bây giờ là mình phải làm cái gì, chẳng hạn như vệ sinh thống lọc, hay là phải xử lý cá lúc mà được hoặc là gặp cá bệnh thì mình phải làm như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ nói cho các bạn là trước tiên đó là vấn đề là vệ sinh cái hệ thống lọc. Bây giờ các bạn cũng biết rằng là cái lọc của một cái hồ cá nó không có giống như là một cái lọc nước mình uống, nó phải trải qua một cái quá trình, cái tuần hoàn, nó phải là qua lắng, rồi phân giải, rồi nó đủ thứ, chứ không phải đơn giản chỉ là siêu lọc là đủ. Thì cái vệ sinh thấp lọc này như thế nào? Thường thường á, một số bạn mới chơi cá thì cứ nghĩ là mình làm sao mà mình rửa cho nó thật là sạch đó, để chi đỡ cho không có còn cái gì chất dơ nằm ở trong đó nữa, thì cá nó không có bị mắc bệnh thế này thế kia. Thì bây giờ là cái cách mà vệ sinh hệ thống lọc như thế nào, giờ mình nói cho các bạn biết như thế này nha. Đầu mùa thường thường là các bạn nên thay nước. Mà thay nước như thế nào? Thay nước á là khoảng 3 ngày mình thay một lần, và mình thay một lần cái lượng nước nó vừa phải thôi, cũng là 3 in, 4 in là nhiều. Để mình không nên thay một lần mà nhiều nước, mình thay nhịp nhàng để kích thích con cá nó vận động đó. Trong một cái thời gian mà mùa đông nó không có vận động đó, thì vấn đề thay nước nó hết sức là nhịp nhàng. Còn như lọc, chẳng hạn như mình đây, hiện tại giờ mình chỉ giới thiệu là những cái lọc của mình đang xài. Nếu mà các bạn mà sử dụng mà có những cái hệ thống lọc giống như mình thì mình chia sẻ ở chỗ này. Chẳng hạn như cái tên này đó. Mình không, hồi trước đây nha, mình cũng lúc nào cũng vậy, hở mà đầu mùa là mình cuối mùa là mình cứ rinh cây ra hết, rồi bắt đầu mình vệ sinh sạch sẽ, rồi đầu mùa mình bỏ vào lại. Nhưng mà mỗi khi mà cuối mùa mình mang ra thì nó ảnh hưởng, nó làm cho cá nó mắc bệnh. Thì đầu mùa cũng vậy, khi mình bỏ vào cũng vậy, nó cũng làm cho cá mắc bệnh. Cho nên á, bây giờ mình đã có một cái, mình biết ra một cái điều này. Cho nên mình vẫn giữ cây, bất cứ những cái gì trong lọc mình vẫn giữ nguyên, mình không có lấy ra, mình không có vệ sinh gì hết. Mình vệ sinh bằng cách như thế này, giống như trong đây nó có những cái chất cặn ở trong này, thì mình dùng cái ống để mình hút những cái chất cặn này thôi, giờ này thôi. Hoặc là những cái lá, chẳng hạn như những cái lá già đây, thì mình có thể mình loại bỏ nó ra. Để chứ ngồi ra mình không có nên mà làm cho nó xáo trộn trong này. Như các bạn cũng biết rằng có một số vi sinh đó, một số vi khuẩn đó, nó không có sống được ở trong cá, nó chỉ sống, nó bám trên những cái đồ vật, những cái rễ cây hoặc là những trong cái bùn đất ở trong hồ. Nhưng mà khi mà mình quậy lên á, có nghĩa là mình ảnh hưởng tới cái chỗ nó trú ẩn, cái chỗ nó sống, thì nó sẽ rớt xuống hồ. Thì nó đi đâu? Nó phải bám vào một số lượng nhiều á, thì nó bám vào cá. Tại vì con cá nó có cái chất nhờn, nó bảo vệ được những cái loại vi khuẩn xấu tấn công. Nhưng mà do cái lượng này nó quá nhiều, khi mình động ở trên này thì nó sẽ trôi xuống này, thì nó trôi xuống này một lượng rất là lớn thì nó sẽ bám vào con cá. Cho nên á, mỗi khi các bạn để ý nè, khi các bạn mà vệ sinh lọc mà thiệt là nhiều, nước nó sẽ trôi xuống hồ, thì lúc nào cá các bạn hay bị ngứa mình đó, nó ngứa mình, nó ngứa mình. Sau đó là nó, tại vì sao, đúng ra nó khi mà nó có một vài con á thì nó không có thể xâm nhập được con cá, nhưng mà nó nhiều quá đi thì con cá nó không có thể mà có cái sức đề kháng để nó bảo vệ được, hay là nó, những cái chất nhờn của nó không có thể làm việc được một lần.
tiết ra những cái chất để mà bảo vệ được cái vi khuẩn lúc đó tấn công, cho nên nó bị ngứa mình rồi sinh ra bệnh. Cho nên á, các bạn đừng bao giờ mà vệ sinh lọc lấy ra toàn bộ hết, đó là theo của mình, chỉ còn hút những cái chất cặn bã đó, vệ sinh những cái mà cây già ra thì thôi, chứ không có cần làm cái gì hết. Nó nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Các bạn đừng có sợ những cái chất mà cặn bã nằm trong đó, nó cũng chẳng là cái gì đâu, nó chỉ nằm yên đó là nó ảnh hưởng tới cái gì hết. Thì bây giờ như thế, còn đá bây giờ mình đi qua bên cái chỗ này mình để cho các bạn thấy rằng là cái lọc bên này. Thì tất cả những cái lọc này mình không bao giờ mình vệ sinh nha. Có thể là lâu lắm thì có thể là mình xả nước nó ra, những cái chất độc, chất cặn bã của nó thì mình mới cho nó ra ngoài thôi. Chứ còn ngoài ra mình không có đụng tới cái này, nhất là cái khay nếp này thì không nên đụng tới. Cái này nó đâu có cái gì đâu, nó chỉ có chứa những cái lông, thỉnh thoảng có những con worm nó nằm trong đó thôi, chứ ngoài ra nó không có cái gì ở trong đó. Cho nên mình đừng nên vệ sinh cái này đó. Còn cái Z-Mat này cũng vậy, tại khi mà nó đã sạch rồi thì những con worm nó ăn những cái chất cặn bã ăn hết à, không có còn gì hết. Còn cái này đây, như cái hạn như cái này đây, thì sao giờ nó đánh rồi, có cái lúc nó đã xịt nước rồi, nó sẽ đẩy chất dơ ra thôi. Cái này rất là hay đó. Còn bây giờ là như bây giờ mình muốn là như cái lọc loại này loại bi, bây giờ mình nói rằng là mình bét quát như thế nào để cho là đúng. Thì các bạn thấy không, tất cả đều giống nhau, nó có được cái giống nhau. Trong đây nó có là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái đều giống nhau hết nha. Nó giống như là cái này là standard filter, nhưng mà nó vẫn giống như cái mà dùng cho cái hồ bé của mình, cho cái phone. Thì bây giờ là bét quát là như thế nào thì các bạn phải có cái này rồi, đúng không? Cái airflow này các bạn phải có rồi. Trước khi mà các bạn muốn bét quát cái này á, tại vì nhiều lúc các bạn không có để ý á, cái cậy trong này á, có những cái chất trong những cái phần bên trong là có một thời gian mà mình không có dùng á, là nó sẽ đóng lại, nó cứng lại. Cho nên cái này nó thổi nó cũng không có thể đánh tan cái này được. Cho nên mình phải để ý cái đó. Đó là trước tiên á, là mình muốn bét quét thì mình phải tắt off cái mấy cái phum mà nó vào đây. Đó, bây giờ mình phải tắt trước. Cắt nước. Sau đó mình sẽ chuyển cái này nè, nó qua cái nút rinse hay là cái nút bét quét thì cái nào cũng được hết. Đó, thường thường là qua cái nút rinse, nhưng mà thường mình không cần dùng, mình chỉ cần dùng qua cái nút bét quét luôn. Đây, đưa qua đây. Sau đó mình mở cái chỗ này, cái này nó có phần air, cái này nó sẽ thông vào trong cái này, cho nên cái này nó sẽ mở cái này ra, nó sẽ air ở trong nó sẽ ra ha, các bạn thấy không, mở ra này. Cho nếu mà các bạn không mở này á, là nó sẽ khi mà cái này nè mình thổi á, là nó sẽ nén ở trong này, nó kín hơi trong này á, là nó sẽ không có đánh được ở những cái trong này được đó. Cho nên mình phải mở cái này ra, air nó sẽ ra. Sau đó mình phải bật cái này, bật cái đây, cái này là để chi, để nước nó không có dội ngược lên lại nè, bật lên. Mà dưới này á, là nó có một cái check valve nè, để nó chặn nè, khi trường hợp mà nước nó không có thể nó tống lên này nhanh lên liền. Đây, cái này á, là cái đường bét quát. Chỗ đây mình có một cái van, cho nên lúc nào mình cũng để đây có một cái van nè. Bây giờ mình mở cái van ra để có gì cái air nó có thể nó chạy ra ngoài này nữa, nó chạy ra ngoài này nữa. Đấy, bây giờ đó rồi mình mới bật lên, tránh là anh đi qua bên này.
Tôi đặt cái này đây. Đấy. Bây giờ bà đặt không? Mình đã chuyển qua rồi. Mình mở cái này rồi. Mình mở cái này rồi. Bây giờ mình bắt đầu ạ. Đó, ok. Rồi bắt đầu là mình bật cái này. Bật cái này nè. Các bạn thấy không? Nó sẽ đi qua rồi. Nó chuyển qua đây. Các bạn nghe nó đây rồi. Nào. Nó bay ra chỗ này đó. Sau đó mình tắt. Mình tắt và mình lắp cái này lại. Lắp cái này lại. Rồi để chi? Để cho mình lắp cái này lại. Để cho khi mình mở lại thì nước nó không có bị, nó không có bị lộn ngược lên trên này, mặc dù là nó có cái chip well. Mình phải sau đó mình bật cái thùng lên. Cái thùng này nó không nó khởi động là phải mất hết mấy giây nó mới làm việc. Đấy. Các bạn biết không, khi mà chỗ này nè, bây giờ nước nó sẽ ra chỗ này nè, nó phun về chỗ này. Giờ nước nó mình đang bơm vô cho nên mình tắt lại, dặn lại. Đấy là bây giờ mình bếp quá và chất dơ nó sẽ chạy ra, nó sẽ chạy xuống đây, nó ra đường ống, nó ra đường chất thải. Nó chạy ra đường ống chắc phải. Đấy. Khi mà cho nó ra, mỗi khi mình bếp quát thì mình đợi ít nhất là cũng phải là 10 phút thì chất dơ nó mới ra hết được. Chứ còn cỡ như 5-3 phút thì nó không chưa đủ đâu, ít nhất phải 10 phút. Sau đó xong rồi á thì mình tắt cái phơm. Mình tắt cái phơm. Rồi mình trở lại cái phần này. Cái phần rinser nè. Thì nó vẫn, cái phần này nè, nó vẫn chạy ra ngoài này. Mình phải bấm nút qua nút này nè. Chứ nếu mình bỏ lại cái filter á, thì cái nút này á, nước rinse thì nó cũng giống như là, nó cũng chạy giống như là vô cái filter vậy á. Giống như cái đường cổng này với cổng này nó giống nhau. Nhưng mà tại sao mình qua cái này? Tại vì khi một số nó cặn bã nó còn lại á, mà mình bỏ qua, chuyển qua cái filter liền á, thì nó sẽ vô trong cái hồ của mình dơ. Cho nên mình trước khi mình bỏ vào cái filter thì mình phải đỡ qua cái pin này khoảng là. Thì nãy mình cũng đã nói với các bạn rồi, cái pin này thì nó giống như cái ngoài kia. Thì nó cái khớp nó nằm ở đây, cái đầu nó nằm ở đây. Thì nó rất là tiện lợi. Còn cái này á là cái đầu nó nằm ở trên này đó, cho nên mỗi khi mình mà bếp quét mình dùng cái này á thì mình sẽ có một cái đường này, cái đường này để cái e nó ra nè. Chỗ này là mình có một cái cổng nè đó, để cái e nó ra chỗ này đó. Khi mà e nó ra rồi á là mình sẽ lắp lại, rồi mình sẽ cho cái đường nước thải nó sẽ đi ra ở này, nó ra. Đấy. Thì trước đây á là mình dùng cái này nè đó, mà cái cách câu các bạn thấy không, mà mình câu nè, cái airflow nó sẽ nằm đây, nó sẽ nằm đây, nó sẽ chạy ra hai cái đi, một ngõ thì mình có cái van bên này, cũng vậy có cái van. Nếu mình xài bên này thì mình mở bên này ra, còn mình xài bên này thì mình mở bên này ra. Nó rất là tiện lợi và nó rất là gọn gàng. Đó.
Đó, mà các bạn biết khi mà nếu mà mình muốn cho cá ăn á, là trước khi mình cho đó, là mình đi ra là mình nhìn mình coi thử á, là trong cái đàn cá trong hồ của mình, tất cả những con cá trong hồ mình á, là nó có tới, nó tập trung tới mình hay không. Nếu mà mình thấy cái con nào á, mình đừng có là gửi thức ăn liền. Nếu mình thấy một cái con nào á, mà nó nằm một chỗ hay là nó bơi một mình, nó lẩn quẩn, nó không có quan tâm tới, thì mình phải kiểm tra, mình coi lại cái nguyên do nào, tại sao nó lại như vậy. Thì thứ nhất á, là nó hay cái là nó bị bệnh hoặc là nó bị stress một cái vấn đề gì đó, thì mình phải theo dõi mình coi đó, để biết ngõ mình xử lý. Chứ mình không có nên mà ra mà cái lấy thức ăn mình rải liền, tại vì khi mà mình mà rải liền á thì mình đâu có biết, mình đâu có thấy được là con cá lúc đó là nó như thế nào. Tại khi mình bỏ thức ăn á, thì con cá bệnh nó cũng vẫn ăn được, nó vẫn giành ăn. Con cá nó bị stress hay nó có vấn đề gì nó vẫn giành ăn bình thường như những con cá khác, cho nên mình không có thể mà kiểm soát được cái vấn đề đó. Đó, bây giờ là bắt đầu là thời tiết nó đã thay đổi rồi, cho nên là mỗi khi mà thời tiết thay đổi đó, thì cái hệ sinh thái nó cũng thay đổi theo. Đấy, cho nên các bạn không có nên mà quá cái lạm dụng là cái mua vi sinh về thả vào hồ, mục đích là để cho có vi sinh trong hồ để cho nước nó tập. Các bạn đừng lạm dụng cái điều đó, thật ra nó không có quất đâu. Thì nó căn cứ và nó sẽ phụ thuộc vào cái nhiệt độ, khi nhiệt độ ấm lên thì tự động nó phát triển thôi đó. Thì mình muốn là trong cái thời gian mà đầu mùa đó, mình muốn là các vi sinh cá nó không bị mắc bệnh đó, thì mình hạn chế vấn đề cá ăn. Mình cá ăn nó cũng mức vừa phải, để khi để mình lúc đó thì cái nhiệt độ nó chưa có ấm, cho nên là vi sinh tố nó phát triển trước. Cho nên là các bạn phải chớ vấn đề cá ăn vừa phải thôi, để cho kích thích con cá nó vận động thôi. Nếu mình mà cho ăn nhiều quá, tại vì cái vi sinh tốt nó chưa phát triển thì nó đâu có thể mà phân giải được những cái chất hữu cơ còn sót lại trong con hoặc là trong thức ăn, những còn thừa, cho nên nó không có làm việc làm cho nước nó tự dơ. Đỡ cả cây cũng được, cái cây này á nó làm việc cũng giống như cái vi sinh tốt rồi, thì nó mục đích của nó là cũng là phân giải những cái chất hữu cơ đó, nó hút những cái chất amonia nè, những chất độc hại rồi nó sẽ hút vào, nó tạo cho oxy vào ban ngày. Cho nên cái cây này nó cũng là một trong những cái mà để mà làm việc giống như là cái vi sinh mà các bạn hay sử dụng mà để mà đánh vào hồ, nó là cũng giống như vậy. Cái này thì là mình đã làm từ lâu rồi. Các bạn biết khi mà cái này thì người ta, mình cũng nói rằng cái này là do hồ bơi, và khi người ta free thì người ta bỏ thôi, mình mang về để mình làm cái này cũng vậy. Nhưng mà mình mua những cái bi mình bỏ trong này á, những cái bio á, chưa giờ ở trong này thì nó cũng tốn tiền. Trong này một cái này mình bỏ đầy vô trong này thì nó cũng phải là mất hết là 300-400 đồng một cái. Nhưng mà từ thi á, 300-400 đồng một cái. Nhưng mà từ thi á, thì cái đó là gì, cái đó nó cũng có chỉ là loại những chất cặn bã đầu tiên thôi, chứ nó cũng đâu có làm được cái gì đâu. Từ khi mà bắt đầu mình làm cái này rồi á, khi mình làm cái này rồi á, từ khi mình có cái này á, thì mình nghĩ là cái này nó làm việc nó tốt hơn, cái này nó làm việc nó tốt hơn. Tại vì á, cái chất cặn bã đây nó đưa ra rất là nhanh, rất là lẹ. Rồi cái kia á là mình phải bết quá, mình phải đợi 1-2 ngày mình mới làm. Mà tốn kém á, thì cái này thật sự ra thì nó chỉ có một cái miếng này thôi, chứ đâu có cái gì đâu. Rồi ra cái khung này với cái này thì nó chưa tới 500 mà nó làm việc rất là tốt. Cho nên từ lúc mình làm cái này rồi thì mình nghĩ rằng nếu mà hồi kia mình làm cái này thì mình không, mình biết mình làm cái này rồi thì không có còn làm mấy cái đi kia. Cá thì mùa này là cây nó phát triển nè, con súng bắt đầu nó lên nè.
mấy cái cây nó làm việc như thế này thì cá mà nói mà nó vấn đề mà bệnh đông thì rất là khó. Mà thật sự ra thì những con cá nói ra nó bệnh chứ nó không phải như mình nghĩ. Cá thì bệnh là do mình, còn ở ngoài thiên nhiên cũng vậy thôi, nó cũng có bệnh rồi nó cũng tự hết rồi. Lúc đầu mình không biết á, mình cứ thấy bệnh là mình cứ đánh thuốc, đánh đồ làm cho nó không đúng thuốc, hay là mình không biết rõ cách sử dụng thì làm cho tệ hại hơn. Để qua đây nè, mình cũng nói cho các bạn là những cái trong hồ mình còn phải có nè. Đây là cái hệ thống mà nó tự ngắt nước nè nha. Đó, nó có một cái công tắc nó tự ngắt nước nè. Nếu mà trường hợp mà nước vào trong hồ á, cái này là hai cái chính là nó nằm ở dưới cái bottom drain á. Nếu mà trong hồ mà nước mà chỉ cần mà nó bị leak nước ở chỗ nào bất cứ mà nó xuống cạn thì cái skimmer đây nó sẽ cạn trước. Thì khi mà cái skimmer này cạn trước thì cái này nó sẽ tự ngắt nước. Thì khi nó tự ngắt nước rồi thì trong hồ của mình á, nó không có nước, nó không thể nào cạn hơn, nó chỉ cạn xuống một feet nước là nó hết, nó đứng lại thôi. Cho nên bất cứ cái gì cũng vậy, mình cần phải có một cái này đó, để nó tự động nó ngắt nước này. Và bên cạnh đó là cái này nữa nè, cái này là cái để mình kiểm tra nhiệt độ nè. Lúc nào mình cũng phải kiểm tra nhiệt độ trong hồ của mình đó. Bây giờ là nhiệt độ là 60 độ F nè. Đó, 60 độ F. Cho nên là mình phải còn có cái này để mình biết. Mặc dù thời tiết ở ngoài á nó 70 hay là 65 nhưng mà mình không có biết rằng trong hồ mình bao nhiêu. Mình chỉ có cái này mình đo thì mình mới biết rằng nó là gì. Lúc nào mình cũng bỏ trong này để mình kiểm tra hàng ngày, mình biết nhiệt độ đó là lên xuống như thế nào. Chứ còn mình nhìn mình không có biết, hoặc là mình rờ tay thì mình cũng khó biết là chính xác lắm. Như các bạn biết, nếu mà cái đầu mùa mà cá các bạn nó mang bệnh đó, thì phần lớn là như thế này. Thường thường là cái mùa cuối mùa hoặc là đầu mùa, mà những con cá mà cuối mùa thu á mà cá nó mắc bệnh á thì chuyển qua mùa xuân thì nó vẫn trở lại, cái bệnh nó sẽ trở lại. Có một số vi khuẩn nó không có thể sống, nó không có sự phát triển trong cái nhiệt độ mà cỡ như 35 độ F thì nó không có thể phát triển được. Nhưng mà điều đó có nghĩa là nó không phải là nó chết, mà nó chỉ ngừng hoạt động thôi, nó ngừng hoạt động. Sau đó nó gặp thời tiết ấm rồi nó phát triển. Cho nên các bạn thấy không, khi nhiệt độ mà 35 độ F thì hình như trong hồ các bạn không có thấy mà con cá nào mà nó bị lở lét thêm. Mặc dù nó đã có sẵn đó nhưng mà nó không phát triển thêm, nó không bị lở lét thêm. Tại sao? Tại vì cái nhiệt độ đó thì những con vi khuẩn không có thể phát triển được, nó không có thể hoạt động đó, nó tạm nó ngừng đó. Thì như chẳng hạn như cái đầu mùa nó hay có những cái bệnh gì, đó là chẳng hạn như phần lớn là bị nấm nè, rồi lở nè đó. Nhưng mà bị nấm bị lở thì các bạn biết là khi mà thời tiết mà đầu mùa thì nó chuyển thì con cá, mấy con vi khuẩn nó phát triển lên. Nhưng mà khi mà ở trong hồ mà nó để ổn định rồi á, vi sinh nó đã tốt rồi á, gọi là vi sinh đó là có nghĩa là những cái mà vi khuẩn tốt nó phát triển rồi á thì nó sẽ diệt những cái loại vi khuẩn xấu, thì con cá nó sẽ tự hết. Cho nên các bạn đừng có lo lắng. Như trong đây mình chỉ cho một chút con cá đây, nó là cái bệnh nấm đây. Đây các bạn thấy không, ngay cái miệng đó đây, đây cái này nè. Ok, cái đó là sao, cái đó là nó bị nấm. Cho nên là cái mùa này nó có rồi, cái mùa kia đó thì trở lại, nó hết rồi nó chỉ trở lại. Cho nên là các bạn đừng có nóng lòng về cái sợ cái bệnh đó. Nó có nhiều cái loại thuốc, nhưng mà trong đó mình nói rằng là muối nó cũng trị được rồi, thuốc cũng trị được rồi,
thì tự động nó, hoặc là mình đỡ tự động nó cũng hết. Nhưng mình muốn giới thiệu là các bạn là một số loại thuốc ở đây là mình theo mình đó, mình hay sử dụng những cái loại thuốc mà hình như là ở Mỹ này mình sử dụng rất là nhiều, trước đây mình sử dụng hình như là mấy chục loại, mình đã thử qua rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng là mình coi lại rồi nó có những bệnh của cá thì nó chia ra thì khoảng là 3-4 nhóm thôi. Thứ nhất là những cái loại giáp sát là rồi sáng dung, rồi những con worm, rồi vi khuẩn mấy cái đồ bên trên thôi, nó không có mình phải... Rồi được rồi. OK, đó là có một cái số thuốc như mình muốn giới thiệu cho các bạn nè. Đầu mùa xuân này các bạn nên, nếu mà các bạn mà muốn mà đánh những cái loại mà nấm hay lở lét trong cái đầu mùa á, các bạn phải coi nước trong hồ của mình á, làm sao mà khoảng là 60 độ F. Chứ bây giờ mình đừng có nghe nhìn ở trong cái này, thì trong này thì nó nói gì, nhưng mà nếu mà nó đỡ hiệu quả cho thuốc á thì phải 60 độ F trở lên thì nó mới rất là, bất cứ loại thuốc nào cũng vậy, nhiệt độ cao thì cái tác dụng của thuốc nó mới hiệu quả hơn. Đây là cái loại thuốc đây, là như thế này. Đây là một trong những loại để mình giới thiệu cho các bạn là đây. Đó, như vậy. Đó. Thì như thế này, mà đánh như thế nào, dùng như thế nào, các bạn thấy không? Cái là 12 tiếng, các bạn đánh theo cái liều lượng nó chỉ dẫn trong cái này. Mà sau khi 12 tiếng các bạn thay là 30-20% nước, rồi các bạn đánh tiếp, các bạn đánh 3 lần. Đó, đây là cái loại thuốc mà mình giới thiệu cho các bạn là, để các bạn dùng. Nhưng mà mình muốn nói với các bạn là mình không nên lạm dụng thuốc nha, mình không có thích. Tại vì mình cũng đã nói rồi, trong hồ của mình hiện tại giờ là cũng có 1-2 con nó cũng có bị nấm đó. Như mình cũng đã nói rồi, trong hồ mình cũng có 1-2 con nó cũng bị nấm, giống như trường hợp mình mới nói đó. Nhưng mà mình không bao giờ nghĩ tới dùng tới cái thuốc để làm cái gì, tại cái đó là tự động nó cũng hết thôi, nước nó sạch rồi tự động nó hết. Đó, đây là một trong những cái loại thuốc mà các bạn nên dùng. Rồi mình sẽ kể thêm cái loại thuốc khác nó sẽ tốt hơn cho các bạn xem. Bạn thấy không, mùa này là cái cây này nó bắt đầu nó ra bông rồi, quá đẹp luôn. Quá được. Đó thì mình
Hôm nay mình cũng chia sẻ về cái đầu mùa xuân đó, mình phải làm cái gì trong cái hồ cá của mình đó. Nếu mà các bạn mà thấy mà có hữu ích thì các bạn nhớ nhấn nút like, share và subscribe cho mình nha. Bye bye. Các bạn nên nhớ là cá khôi là một cái thứ cá nó rất là nhạy cảm với cái môi trường nước, cho nên các bạn không có nên mà vệ sinh hệ thống lọc của mình quá sạch nha, nó sẽ ảnh hưởng tới cỡ cả cái skimmer cũng vậy. Cái skimmer này các bạn thấy không, nó rác nó nằm đây, nhưng mà mình cũng không có nên mà đụng tới, thấy không? Trong này của mình nè, mình bỏ mấy con cá bê đuôi nè, nó rất là dễ thương. Mình cũng muốn khuyến khích các bạn là nên trồng cây, tại vì cái cây đó là việc nó tốt lắm, nó có thể nó là việc nó không có thể mà loại những cái chất cặn bã đầu tiên của cái hồ cá, giống như là những cái si, cái bi, cái rum, nhưng mà ngồi ra những cái đó ra thì nó làm việc tốt lắm. Cứ bỏ cây vào thì mình không có còn nhiều cái thứ lọc khác.